Cái chữ A thì còn ý nghĩa thứ hai, đó là unachievable. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất khả thi. Bất khả thi có nghĩa là những cái mục tiêu này nó phải bất khả thi hơn là những cái mục tiêu hiện tại của mình. Ví dụ như lợi nhuận của anh chị tháng vừa rồi nè. Giả sử như anh chị có lợi nhuận là 20 triệu đi. Và bây giờ lợi nhuận anh chị là 20 triệu, anh chị đặt mục tiêu là 21 triệu thì chúng ta đặt làm cái gì? Chúng ta đâu cần phải dùng sức mạnh tiềm thức làm cái gì nữa. Chúng ta phải đặt cái mục tiêu là ít nhất là 30 hay là 40 triệu đi ạ. Ít nhất là mục tiêu nó phải gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Chứ chúng ta đặt mục tiêu mà bây giờ chúng ta có thu nhập là 20 triệu, chúng ta mục tiêu là 21 triệu thì chúng ta đặt mục tiêu làm cái gì? Chúng ta chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một tí thôi là chúng ta có thể kiếm được cái số tiền đó rồi. Vậy thì khi chúng ta đặt mục tiêu anh chị thì hãy đặt những cái mục tiêu lớn hơn. Một trong những cái vị tỷ phú rất là thành công trên thế giới đó là Donald Trump, đó là đã mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn, đã mất công làm thì hãy làm ra cái kết quả tốt nhất. Vậy thì khi mà chúng ta đặt mục tiêu anh chị thì hãy đặt mục tiêu lớn hơn đi ạ. Và cái mục tiêu là gì? Nếu như hiện tại lợi nhuận của bạn là 20 triệu thì bạn hãy đặt mục tiêu tháng này là 40 triệu đi, có sao đâu ạ. Hãy nghiêm túc đi, tại vì bạn hoàn toàn có thể làm được. Nếu như tháng vừa rồi lợi nhuận của anh chị là 100 triệu thì tháng này anh chị hãy đặt 150 hoặc 200 đi, 150 hay 200 đi, chứ đừng có đặt 110 triệu làm gì hay 101 triệu làm gì. Và đừng có đặt mục tiêu là như cũ, hãy tăng lên đi ạ. Hãy tăng lên, chúng ta luôn luôn phát triển lên. Và anh chị đồng ý Huy là chúng ta càng ngày càng giỏi lên không ạ? Mỗi một ngày chúng ta lại càng giỏi lên, mỗi một ngày tư duy chúng ta lại tăng lên, mỗi một ngày kỹ năng của chúng ta lại tốt hơn thì chắc chắn là chúng ta phải giàu hơn theo thời gian chứ ạ. Ví dụ như mục tiêu hiện tại anh chị tháng vừa rồi anh chị kiếm được 1 tỷ thì tháng này anh chị đặt 1.5 tỷ đi, thì ngày hôm qua đặt 1.2 tỷ. Tuyệt vời hơn thì đặt 1.5 tỷ, còn nếu tuyệt vời hơn thì 2 tỷ. Yes, chúng ta hãy đặt cái mục tiêu lên gấp rưỡi, gấp đôi. Ở đây mà có tham gia doanh nhân chạm tay áo vàng đó, đương nhiên là chỉ những anh chị đã tham gia doanh nhân chạm tay áo vàng á thì Huy mới có thể là đảm bảo được thôi. Đó là anh chị đặt mục tiêu lên gấp 10 được. Có một cái bí kíp anh chị, nếu như anh chị muốn biết cái cách mà để có làm thế nào để có thể biến thu nhập một năm của anh chị thành thu nhập một tháng, có nghĩa là gia tăng ít nhất gấp 10 lần chỉ trong từ 6 tháng cho tới 1 năm, thì trong doanh nhân chạm tay áo vàng Huy sẽ chia sẻ cho anh chị ha. Còn những anh chị nào mà mình chưa tham gia thì chúng ta đặt mục tiêu lên gấp rưỡi hoặc gấp 2 lần là tuyệt vời rồi. Tại sao mà những các anh chị mà đã tham gia doanh nhân chạm tay áo vàng Huy lại nói là các anh chị hoàn toàn có thể đặt lên gấp 5, gấp 10 lần? Là bởi vì anh chị đã học rồi. Bởi vì anh chị đã học những cái kiến thức kinh doanh, những cái kiến thức bán hàng, những cái nghệ thuật trong kinh doanh. Anh chị đã hiểu cái cách để chơi cái cuộc chơi kinh doanh, làm thế nào để mình có thể chiến thắng được cái cuộc chơi kinh doanh rồi. Anh chị đã biết cách để làm, anh chị đã biết cách làm điều đó rồi, cho nên là anh chị ấy mới có thể làm được. Còn những anh chị ở đây anh chị chưa học á, thì anh chị không biết, mà anh chị đặt mục tiêu cao như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cái nỗ lực nghịch đảo của anh chị. Chúng ta sẽ có những cái sự giới hạn về niềm tin. Khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu lên, chúng ta không biết làm mà chúng ta lại còn không tin nữa. Chúng ta không dám tin là chúng ta làm được, bởi vì đầu tiên là chúng ta không có biết cách làm, chúng ta không có nguồn lực, rồi chúng ta chưa bao giờ kiếm được cái số tiền đó nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ bị mất niềm tin. Và cái việc mà chúng ta không tin ấy thì nó không xảy ra được anh chị. Anh chị không dám tin, anh chị nghĩ rằng cái đó là ảo tưởng thôi thì nó không xảy ra được, và điều đương nhiên rồi nó sẽ rất là khó để chúng ta đạt được. Cho nên là những anh chị nào, nếu anh chị chưa học doanh nhân chạm tay áo vàng á, hoặc là những anh chị mới ở đây nè, thì anh chị đặt mục tiêu gấp rưỡi hoặc gấp đôi là dễ hoàn thành nhất. Đừng đặt mục tiêu thấp quá, hãy đặt cái mục tiêu nó vượt qua khỏi cái vùng thoải mái của mình đi.